khoảng 20 km thì có một cái nông trại tên là Bồng Lai Swing Farm. Và các cái nông trại như thế này hiện nay tôi thấy rằng là một trong những cái mô hình rất là phát triển ở Quảng Bình. Và mỗi một cái nông trại thì đều có một cái đặc trưng riêng, một cái phong cảnh hay là một cái phong cách riêng. Tôi đang chuẩn bị quân tư trang để chuẩn bị đu cát vào cửa hang tối. Đây là một cái thử thách và chắc chắn là rất là nhiều người sẽ thích, nhưng mà cũng những ai sợ độ cao thì chắc là sẽ không dám chơi cái trò này. Nhưng mà tôi khuyên là các bạn hãy nên thử, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ. Chẳng hạn như Chài Lập để chuẩn bị cho chuyến du ca đi và hát trên sông Chài thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và hiện nay thì các anh em của chúng tôi đang set up âm thanh cũng như là ban nhạc sẽ sao check. Và trong khi chờ đợi thì tôi quyết định là sẽ tham gia vào một những cái trải nghiệm rất là thú vị ở trên sông nước. Đấy là bơi thuyền kayak và bơi SUP ở trên sông Chài. Và tất nhiên rồi, trong cái chuyến du lịch lần này, trong cái chuyến trải nghiệm đi và hát lần này tại Phong Nha, Quảng Bình thì tôi vẫn có một người bạn đồng hành rất là thân thiết, đó chính là công ty Osalit. Rất là tuyệt vời khi mà có được sự hỗ trợ rất là quý báu này. Đây là cái du thuyền Đi Đi Thôi, một cái tên rất là hay và nó rất là tình cờ, là nó lại có một cái điều gì đó nó rất là tương đồng với đi và hát của tôi. Các bạn biết không, sau dịch Covid thì rất là nhiều các cái đơn vị du lịch, lữ hành vân vân thì là đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tuy nhiên đây lại là một cơ hội để du lịch trong nước, khách du lịch trong nước đi du lịch nhiều hơn, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhiều hơn. Và tôi rất là vui khi mà nghe các bạn Osalit chia sẻ rằng sau Covid thì lượng khách du lịch là người Việt Nam đã tăng đột biến. Tôi chia sẻ một chút cho những bạn nào thích du lịch thì một cái thuyền kayak như này bơi trong nhiều giờ, như là 2 giờ đồng hồ, thì chỉ có giá là khoảng 100.000 đồng. Và với một cái bến thuyền ở đây rất là đẹp, rất là lãng mạn, thì cái chi phí tối thiểu để các bạn phải chi trả có khi là chỉ là giá tiền của một cốc nước thôi. Bởi vì ở đây mọi người rất là thân thiện. Và ngoài SUP, ngoài kayak thì còn rất là nhiều những cái thú chơi khác. Có rất là nhiều tour ở đây mà thấp nhất theo tôi được biết là chỉ có 400.000 cho một tour đi ngắm hoàng hôn với nước giải khát, với bia và đồ nhắm nhẹ ở trên cái con du thuyền Đi Đi Thôi này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi đi thôi. Sau đây khoảng 10 phút làm quen thì về cơ bản bây giờ là tôi có thể đứng ở trên cái SUP này mà không ngã. Tôi nghĩ rằng nó không hề khó như là khi mà mình ngồi nhìn trên bờ đâu. Và tôi vốn là một người sợ nước các bạn ạ. Tôi học bơi 3 lần mới biết bơi. Tôi chia sẻ cái điều này để cho các bạn gái nếu như mà còn cảm thấy sợ hãi và e dè thì hãy thử đi. Khi mà chúng ta còn tuổi trẻ thì chúng ta hãy nên thử. Khi chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta hãy tìm đến những môn thể thao để cho mình càng ngày càng khỏe hơn, đẹp hơn. Khỏe để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia đình. Du ca đi và hát, cuộc chơi không chỉ của âm nhạc mà còn là cuộc chơi của những chiếc xe. Xe không chỉ là phương tiện, xe là bạn, là tinh thần, là cá tính, là đam mê. Và mỗi cuộc du ca, Thái Thủy Linh sẽ giới thiệu tới các bạn những chiếc xe mang tâm hồn và phong cách riêng của những người bạn mê xe, mê hát, mê chơi. Anh Cường là không phải là một tay chơi chuyên nghiệp, mà nghề chính của anh ấy là một người làm đẹp cho những hàm răng, đúng không ạ? Rồi, mình là bác sĩ nha khoa. Anh Cường là một bác sĩ nha khoa, và lần này cái chuyến đi rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi nhận được một lời cam kết từ anh Cường là cứ chơi thoải mái, nếu mà chẳng may ai gãy răng thì anh sẽ trồng lại.
Tài trợ luôn, rồi của nhà chồng được mà. Cái chuyến du ca đi và hát ngày hôm nay là lần đầu tiên có sự xuất hiện của một bác sĩ nha khoa, hay còn gọi là một nha sĩ, đó chính là anh Cường Nha Sĩ với một em Jeep Wrangler. Cái xe này của anh Cường rất là hay, vì Linh có tìm hiểu một chút thì được biết là nó có thể tháo hết tất cả cái phần phần mui ra đúng không ạ? Cánh cửa. À, tháo luôn cả cánh cửa. Và để nó trở thành một chiếc xe Jeep mui trần. Nghĩa là khi nào mà ta thích tiện nghi thì ta để nguyên cả mui lẫn cửa, mà khi nào mà ta thích hòa mình với thiên nhiên thì ta tháo hết ra. Lúc nãy là em thấy bọn anh lôi một cái tời ra đúng không? Là nó ở dưới này đấy ạ? À, đây, ngay dưới chân Thái Thị Linh đấy. À, trông thì có vẻ là rất là mảnh mai. Em cảm giác như nó là kiểu bù hộ mệnh ấy đúng không? Trong tất cả những cái pha mà gặp địa hình khó, mọi người có thể rất tự tin xông lên nếu đang đi cùng với một cái xe đồng đội mà có tời. Đúng thế không anh? Đúng rồi, khi mà chơi xe địa hình thì khi mà có cái tời này mình rất yên tâm. Nhìn nó mảnh mai thôi, như là cô ca sĩ đây. Trông thì rất mảnh mai bé nhỏ nhưng mà có sức bùng nổ ghê gớm. Ngay từ nhỏ mình đã, khi mà nhìn thấy lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh một chiếc xe Jeep là mình đã ám ảnh vì nó rồi. Mình có cái ước mơ là sau khi trưởng thành mình có tiền thì mình sẽ phải mua được một con xe Jeep để mà mình thỏa mãn cái ước mơ của mình. Và bây giờ thì mình cũng đã thỏa mãn cái ước mơ của mình. Và chiếc xe Jeep thì sẽ là chiếc xe mà mình đi mãi mãi. Anh nói thật đấy ạ? Chắc chắn. Wow. Mình đi xe Jeep rồi chắc là mình không khó có thể là tạm biệt nó được. Jeep tình yêu bất tận, được giá là bán. Em cảm ơn anh vì anh đã trân trọng một chiếc xe Jeep cổ, và em hy vọng là anh cũng sẽ trân trọng những người phụ nữ có tuổi giống như là trân trọng. Yeah. Cảm ơn Thái Thị Linh về cuộc trao đổi hôm nay. Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, xa cơn buồn phiền. Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu, bối rối bên nhau vài run thẹn lời, mắt sáng môi chính ra thơm tình ơi. Trên trời có mây, sau cành lá xanh mây bay từng đàn lá thắm hoa tươi. Em ơi, ngày buồn sẽ chóng qua đi, hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này, hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này, hãy ngồi xuống đây chia tay lần này, hãy ngồi xuống đây như loài cỏ tranh trên nhau từng hàng, xoắn xuýt bên nhau vui chơi cuộc đời cỏ rác hôm nay. Hãy ngồi xuống đây trên lưng cuộc đời thanh đố thương đau. Trong đau đớn điên cuồng đó vun kiếp sống không ai cách xa vời vợi. Một ngày qua giấc mơ vùi dần, rồi mùa đông đến, rồi mùa xuân đến, cuộc đời vẫn quay đều.
trong đau đớn điên cuồng đó. Vốn kiếp sống không ai cách xa với một ngày qua giấc mơ vùi dần rồi mùa đông đến rồi mùa xuân đến cuộc đời vẫn quay đều. Hãy ngồi xuống đây như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng dưới nắng ban mai phố thân trần chuồng kiếp sống hoang sơ. Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này, hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này, hãy ngồi xuống đây chia tay lần này, hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai cho da thịt này đốt cháy thương đau cho cơn buồn này, giọt nóng truy hoang cho thiên đường này bốc cháy trong cơn chia phôi tràn trề. Hãy ngồi xuống đây bên con vực này ngồi xuống thương đau, hãy ngồi xuống đây bên con vực này ngồi xuống thương đau. Zuka đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần: đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương; đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên; đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời; đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn.